xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của hải thì nội dung trong video này mình sẽ đó là giải mật mã của ngày hôm nay cũng như là à, mở ba cái thẻ kết hợp để chúng ta nhận 5 triệu nha các bạn và giải mật mã để mà nhận một triệu của dự án hamter Combat các bạn thì dự án của chúng ta đang đi đến giai đoạn nước rút rồi nha các bạn cho nên chúng ta kiếm thật nhiều cái đồng hamter càng nhiều càng tốt nha rồi đầu tiên thì mình sẽ mở ba cái thẻ của ngày hôm nay đó là ngày 11 tháng 6 nha các bạn và ba cái thẻ này có thời hạn đến 19 giờ nha tức là nó có thời hạn đến 7 giờ tối nha các bạn 7 giờ tối thì nó sẽ đổi sang một cái thẻ khác nha rồi các bạn bấm vào cái phần miner nè rồi tại đây là mình đã mở ba cái thẻ rồi nè à, đầu tiên đó là cái thẻ có cái hình người này nha các bạn thì các bạn bấm vào cái phần bi tem nè rồi các bạn kéo xuống dưới nha đây là cái thẻ này nè đây các bạn mở cái thẻ này cho mình rồi tiếp theo đó là cái thẻ cái thẻ SITCOIN nè các bạn nè thì ở cái phần market này các bạn bấm vào các bạn cũng kéo xuống dưới đây cái thẻ này nha các bạn các bạn mở cái thẻ này cho mình rồi và cái thẻ thứ ba đó là thẻ meme coin nè thì cái thẻ này nó cũng mở cái phần market kịch nè rồi các bạn cũng kéo xuống dưới nó nằm kề cái thẻ sức coi luôn đó là cái thẻ meme coin nè là ba cái thẻ này nha các bạn đây các bạn mở hai cái thẻ này nè đấy với lại một cái thẻ bên cái phần bi and tem đây đây cái thẻ này nữa là ba thẻ nha đây như vậy là chúng ta đã mở ba thẻ à ngày hôm nay ngày 11 tháng 6 để mà nhận 5 triệu cái đồng coi rồi và bây giờ mình cùng nhau giải mật mã của ngày hôm nay nha các bạn. Thì mật mã của ngày hôm nay đó là cái chữ Rop nha các bạn. Thì các bạn bấm hai cái vào cái chỗ thu nhập mỗi loan chạm là bấm vào. Thì các bạn bấm hai cái không được thì các bạn bấm ba cái nó hiện ra hình con chuồng màu đỏ như thế này là chúng ta tiến hành giải mật mã nha các bạn. Rồi và mình sẽ để cái bảng mật mã ở bên dưới cho các bạn dễ nhìn nha. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ đánh chữ A nha các bạn. Chữ A thì các bạn chấm một chấm vào màn hình rồi các bạn đi giữ nha, chấm một chấm nè, đi giữ nè, thả nè. Đấy là nó hiện lên chữ A nè các bạn nè. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đánh chữ Y ngắn nha, đó là hai chấm nha các bạn, hai chấm nhanh nha, 1 2 nè. Đấy nó sẽ hiện ra chữ Y nè. Rồi tiếp theo chúng ta đánh chữ R là một chấm rồi các bạn đi giữ rồi là một chấm nha, một chấm đi giữ thả một chấm. Đấy nó sẽ, sẽ lên chữ R nè rồi tiếp theo đó là chữ d nha các bạn đó là à, đề giữ rồi hai chấm nha đề giữ thả hai chấm nhanh nè đấy là chữ d nè rồi tiếp theo đánh chữ r nè đó là à, chấm đề giữ chấm nha chấm đề giữ chấm nè à. đấy là chữ r rồi tiếp theo chúng ta đánh chữ o là đề giữ ba lần nha đề giữ thả đề giữ thả đề giữ thả ba lần đó là chữ o nha các bạn rồi tiếp theo là đánh chữ b phở nha đó là à, chấm đề giữ hai lần chấm nha chấm địa giữ hai lần một lần nè hai lần là chấm nè đấy như vậy là chúng ta đã giải thành công mật mã ngày hôm nay đó là chữ Erop nha các bạn rồi bây giờ chúng ta nhận giải thưởng của ngày hôm nay đó là ngày 11 tháng 6 nha các bạn rồi như vậy là mình đã giải mật mã xong cũng như là mở ba thẻ ngày hôm nay nha các bạn. Thì hiện tại bạn nào vẫn chưa khai thác thì các bạn cứ việc khai thác tích cực dự án này nha các bạn. Dự án của chúng ta vừa gần đi đến hồi kết rồi đó các bạn. Và tất cả mọi thông tin mình sẽ để bên dưới phòng bình luận nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.